Quyền Linh và Lê Lộc rất vui được chào đón quý vị đang đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Đầu tiên trong đời nghe, gặp chỉ là coi như là y gan như có con nhái vậy, y gan như có con nhái vậy, khoảng 37 kg. Mà mặc cái quần rin nó thì tới đây, mà có quần mãi vậy. Có rách không? Có rách không? Có loại hot girl, hot gym gì nó khác khác luôn, tôi có gì nàng. Sơn nói dạ tới mẹ không lấy ga còn chỉ gì vậy? Ga thấy gặp mẹ ngồi cháu ngoại mà cái mặt của mẹ hơi sợ á. Ngầu quá vậy, ngầu quá vậy. Mặt ngầu lắm, mẹ ngồi mặt ngầu lắm, em sợ lắm luôn. Chở đi ra con sợ gì mẹ biết không, con sợ là ra mượn tiền góp của người ta hay gì á. Mượn tiền góp của người ta hay gì á. Sao con không được rồi con ơi, con quen nhỏ này là coi như là tứ hình phung, mày không chịu. Dạ. Cái con bé này nó thương quá. Nó nhắn cô ha, một cái tin nhắn mà dài từ đây con đọc tới Bình Dương cho hết. Một cái tin nhắn mà dài từ đây con đọc tới Bình Dương cho hết nữa. Con coi sắc đẹp mà con từ trên tới dưới thiếu gì đắp vô. Đắp, gọt, sửa. Là mẹ đưa đi sửa. Mẹ đồng ý cho đi sửa mới được sửa vậy đó hả? Đập không mới được vậy đó. Vòng 1, vòng gì làm lá hết trơn rồi đó. Để đứa đầu tiên mẹ có thưởng gì? Đứa không có. Đẻ đứa đầu tiên thì chưa thưởng. Nhưng mà tới đẻ đứa thứ hai, đứa ba thì thưởng nhiều. Mỗi đứa 1.5 tỷ. Mỗi đứa 1.5 tỷ. Tao gì đó. Cái hộp này là coi như đẻ, là coi như đẻ cái thằng cháu nước tôn sao cùng. Dạ. Là coi như là cho với cái này là 4.2. Trời ơi. Chào mừng hai mẹ con đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu ạ. Chào cô. Rồi. Chào chị. Xin mời mẹ chồng với nàng dâu ngồi chơi. Dạ, chào Lê Lộc, chào anh Linh. Cần Thơ là mình ở tại thành phố Cần Thơ luôn hả? Ở thành phố Cần Thơ luôn. À dạ. Rồi công việc mình làm gì chị? Chị thì chị làm chuyên về bất động sản. À dạ. Còn dâu đang làm gì? Dạ con đang sản xuất mỹ phẩm. À dạ. Yeah. Mình làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ làm dâu của mẹ cũng gần 6 năm. Con 25 tuổi đúng không? Dạ. 6 năm là con lấy chồng là 19 tuổi hả? 19 tuổi. Vậy là con đoán một trai một gái. Dạ em hai gái một trai. Giỏi. Trời ơi. Giỏi hơn chú luôn con. Vậy thì chị nhớ là trước đó 6 năm rồi. Lúc mình gặp con dâu tương lai này, mình ấn tượng điều gì? Ấn tượng điều gì hả? Mẹ nói đại luôn nha. Dạ. Nói đại đi, cậu ơi. Mẹ nói vậy nha. Dạ. Có quê chị ở trên Thái Lan. Nhưng mà nhà chị có mua nhà ở Cần Thơ cho con, chị nói dưới này học. Mỗi một tháng thì chị phải đưa tiền cho con học một lần. Thì mới alo cho con ra thì chị ngồi ngoài quán cà phê đó. Thì con trai chị mới chở con bé này ra. Chở con bé này. Đầu tiên trong đời nha. Gặp chỉ là coi như là y gan như có con nhái vậy, y gan như có con nhái vậy, khoảng 37 kg. Mà mặc cái quần rin nó thì tới đây, mà có quần mãi vậy. Có rách không? Có rách không? Có loại hot girl, hot gym gì nó khác khác luôn, tôi có gì nè. Mặc áo thì nó đưa tới lưng quần, nhóm nhắc ốm nhôm. Sơn nói dạ tới mẹ không mới ra còn chỉ gì vậy. Trời, phái con trai mình mà không hỏi, đưa bác, chào bác, chân dòm lâm lâm gì không hỏi chân. Thì xong rồi kêu con vô uống cà phê mà chỉ không vô quán luôn. Chỉ đứng ở trên, ngồi trên xe vậy đó. Dạ. Rồi vô đưa tiền con xong, nói chuyện xong rồi về. Nhưng mà về là coi như là sáng không yên tâm điện. Dạ. Alo con hả? Dạ con là mẹ. Con bé hả? Là con bé nào vậy? Bé đó coi như nó ở dưới Hậu Giang, Long Mỹ. Nó lên đây nó học ở bên trung cấp mà dược. Dạ. Mướn nhà trọ gần nhà mình. Rồi con đi tới lui quen, hỏi người yêu con cái gì. Nó mới quen hơi hả? Nói trời ơi con bé gì mà tình yêu của con mà gặp mẹ không hỏi gì chân. Trời không được nha con, nếu như mà bây giờ là gặp mẹ ít nhiều thì coi như là khoái con trai của người ta, thì gặp cha mẹ người ta cũng khoái ra chào. Dạ thưa bác hay gì con bận gì mắt dòm lơm lơm vậy. Nhưng mà lúc đó mình run quá hay sao Tiên? Nói chung á là hôm bữa đó là anh chở em lại là đâu có biết là chở ra mẹ đâu, mặc cái bộ đồ ở nhà mình kiểu như là mình nghĩ mình ở trong trọ mình mặc chạy ra đi mua gì ăn thôi, cũng không có nói là chạy ra gặp mẹ. Ra thấy gặp mẹ ngồi cháu ngoại mà cái mặt của mẹ hơi sợ á. Ngầu quá vậy, ngầu quá vậy. Mặt ngầu lắm, mẹ ngồi mặt ngầu lắm, em sợ lắm luôn. Rồi em cũng đâu có biết là mẹ của anh Sơn đâu.
em nói trời trời tự nhiên cái chở đi ra con sợ cái gì mày biết không, con sợ là ra mượn tiền góp của người ta hay gì á, mượn tiền góp của người ta hay gì á. Trời ơi, đó là không nói thật. Tiền góp đó, tại nó thấy chị mặt ngầu và nó tưởng đâu chị là bà chủ cho tiền góp. Đúng rồi, rồi nó gặp rồi nó hết, nó sợ luôn. Sợ, con sợ lắm, rồi con không dám vô nó. Đúng ra cũng chào bà chủ cho tiền góp. Rồi sao? Về cũng hối hận nhiều bữa đó. Có, về có nghe lúc tới cưới về mới nói. Bà chị cũng ít chào nha. Cưới về cũng đôi kia có lần khách ghé thì chị quên cái gì á. Chị cũng ít chào, nhưng mà dạy viết và quen tiếng chào con không cổ phải còn phải vui vẻ. Dạ. Ví dụ như sau này con có làm ăn kinh tế gì con vui vẻ, con hoạt bát, con hòa đồng con mới làm giàu được. Dạ. Chứ còn gặp người ta đối tác một ngó con ai đâu mà làm ăn với con. Không, như gặp lần đầu không chào đó rồi lần sau bao nhiêu lâu mới gặp nữa? Dạ, con cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà lần sau thì có chào. Rồi sau đó về làm dâu. Bao lâu mới về bắt đầu cưới cô? Quen nhau cũng 8 tháng. Trời, quen lâu quá ha. Là cưới luôn hả cô hả? Chưa. Quen rồi mấy đầu thì anh chàng trai của con á. Dạ. Nó cũng quen chơi. Nhưng mà quen chơi rồi thành thiệt. Tình yêu mà thử là dính à. Đó, em nói mẹ ơi con cứ tiền. Dạ. Rồi cái cô mới hỏi chứ con bé đó tuổi gì? Nó là tuổi con trâu. À. Tuổi sửu. Dạ. Mà con cô thì tuổi tức. Con nhỏ này thì con trâu, cô thì thìn. Thìn tức sửu mùi, tứ hình xung con không chịu. Con nói trời ơi sao con không được rồi con ơi, con quen nhỏ này là coi như là tứ hình xung mẹ không chịu. Dạ. Con tức mẹ thìn rồi nhỏ này sửu. Dạ. Đi ra thìn tức, đi vô sửu mùi thìn tức mà làm sao làm ăn. Thôi mẹ không chịu. Rồi sao cô? Cái con bé này nó thương quá. Nó nhắn cô ha, một cái tin nhắn mà dài từ đây con đọc tới Bình Dương chưa hết. Bác ơi, con thương anh Sơn lắm. Con không thể nào thiếu anh Sơn được. Bác thương con, bác tìm cách như thế nào để mà cho hai cái tuổi cứng với nhau được. Con hứa là về con sẽ ngoan làm dâu chăm sóc bác, tuổi già bác dạy con cái gì con cũng nghe lời nấy hết trơn. Cái thấy cái tội nghiệp thằng kia thì coi như là đập đầu vô tường. Sao cô? Không cứ đập đâu, cổ giận. Mẹ không cứ không đập đầu con chết đập tường vô nó đập tiệt cái ngang trong phải nó hù quần ngang. Có đập xưng tục luôn á. Còn bà này thì là coi như vậy đẹp cuối. Mẹ ơi con yêu thương lắm, hai đứa con không để nào xa nhau được, dám nhau là chết rồi này kia. Rồi bắt đầu mấy người nhà mới bàn bạc với nhau. Cô tìm cách là coi như là bước trái. Dạ. Bước trái là sao? Bước trái là có nghĩa là mình đi xuống nhà gái. Mà làm xui không có xuống alo hẹn ngày xuống rồi nói hai bên gãi nhau rồi là bước trái. Là tới ngày là coi như là mình xuống mình làm nói. Thì nhà gái làm đám cưới. Còn nhà chị làm đám cưới thì nhà gái tự đi lên như khách vậy đó. Không có đón, không có đưa, không gì trên vậy đó. Không có rước dâu, không lên đôi đèn, không bé cầu cao gì hết. À, thì mình bước trái toàn bộ hết trơn. Nhưng mà rồi cuối cùng về là coi như là chồng cũng thuận, vợ cũng hòa, sanh con đẻ cái cái mới có đầu năm sáu năm đẻ ba đứa. nhưng mà nói nghe nè, cái đám cưới mà mình không có được tổ chức như bình thường á thì mình cảm thấy như thế nào? Em đâu có tuổi đâu, tại vì á mẹ đem vàng về cho em cũng nhiều á. Có nghĩa là cô bước trái. Nhưng mà thật sự cô làm cái đám cưới là hoành tráng luôn mà nghe. Trời ơi, cho vàng nhạc sống là quýnh nguyên band. Cho vàng vòng linh đình tại không có được tuổi. Đây nè, đây nè. Đây là biết là cho vàng dữ lắm rồi đây nè. Đúng đó, trời ơi. Nhưng mà người ta chiếu đây nè là cho dữ lắm. Trời đất ơi. Từ trên xuống dưới. Hột không quá ta. Dưới đường dép của con hột nữa kìa, đây kìa. Hồi mấy giờ rồi ta? Không có đồng hồ. Ủa không phải đồng hồ hả? Trời ơi, hai hộp kìa. Này bữa nào cũng gì mua bất cần thẳng rồi. Mua ông đàn để khoảng chừng 10 năm mà lấy hai hộp. Ừ. Kể cái vụ này nó mất cần nha. Bắt đầu hai đứa nó yêu nhau rồi. Cái gì thôi thấy cũng tội nghiệp. Yeah. Tạo điều kiện cho đi gia đình, đi du lịch Phú Quốc chơi. Về là coi như hỏi bà mẹ không cho, khóc quá trời khóc. Rồi cái nó năn nỉ Sơn đi xuống phía bước. Yeah. Đi xuống cái bắt đầu nó về nó. Con của cô á, con của chị. Trời ơi mẹ ơi, con đi xuống dưới nhận tiền rồi hỏi gì. Trời ơi cái nhà gì mà quá trời nghèo, vô mất cộm không. Đó nó trận đất ơi, nghèo.
rồi không được quyền có chồng hả? Đúng rồi. Nghèo không được quyền yêu hả? Nghèo không được quyền sống hả? Hả? Mà con đã thương con người ta rồi, mà bây giờ mẹ đã nói rồi, mà bây giờ mình cưới về nhà mình mà cái gì mình sợ nghèo? Ừ. Đúng rồi. Dạ. Kệ nó, mày cứ cưới vợ thôi. Ừ. Giàu nghèo để tao lo. Đúng rồi. Ví dụ như bây giờ đặt cho sử như nhà gái người ta không có điều kiện, dạ, mình có điều kiện thì mình lo. Mình lo. Đó, rồi đó là coi như là chị cưới rồi chị một rồi cưới mãi ba luôn. Rồi sao cô? Cưới con gái. Rồi bắt ông xui, bà giờ xui với thằng con dĩa này ở, mua nhà cho ở luôn. Trời ơi. Rồi thương nhau như chị em ruột luôn, không còn có nghĩ xui ra gì chứ. Còn thằng ngực cứ rồi. Chú này. Chú hỏi thử. Chú hỏi cho ai? Thì kệ nó, được trai cũng được. Có tiếng là biết lại lọc trễ. Dạ. Ừ, phải sớm một lụm rồi, phải sớm một lụm rồi. Duyên cô ơi. Ừ. Dạ. Rồi đám cưới là mày chồng là cho khá con ha, nhiều nơi giờ xuống cái nói chuyện cho cái ở sớm tập bật nữa thì trời ơi có gì dữ vậy chứ. Nhưng mà nó đẹp, đẹp không, nó có quyền đẹp, đâu. Đẹp trời nè. Ơi bây giờ là gì vậy, là chị cho nó đập cửa rồi đây chứ đó đâu được vậy. Ủa vậy đó hả, đập dạ. Rồi đó hả, trời ơi đập tan nát rồi qua, đập tan nát rồi qua mới được vậy đó. Bữa nào đem con đập trời ơi không được rồi, đập không được hả? Đập mày đâu có lỡ đâu biết đập có đẹp được vậy đâu, đập cái hư luôn chết chết rồi. Mà con đẹp rồi đập gì nữa. Dạ thì nó vừa đủ size. Dạ. Đập là xuất sắc rồi. Có gì đập, đập. Quyền Linh là quá xuất sắc, đẹp trai nè, chân mày đầy đủ, mũi cao, vuông mặt chữ điện chữ V, rồi tay rồi giống Phật rồi, quá ok, đẹp trai bánh bao rồi khỏi đập. Khỏi đập, đập, ok. Nhưng mà rồi về lấy nhau rồi cô, về có ở chung với cô không? Ở được bữa, ở được bữa. Cũng như là về quê đám cưới, làm linh đình. Rồi bắt đầu sáng rồi bắt đầu hai đứa lên đường đi về Cần Thơ ở luôn. Vậy mà nó đâu nó chạy về nó về chơi một bữa. Nó đi với Thơ nó hứa sao? Dài sọc tới Bình Dương luôn, con thương anh Sơn, con không thấy nào thiếu anh Sơn được. Bác cứ về đi rồi con nghe lời bác, con ngoan ngoãn, con chăm sóc, con lo chăm bác đủ điều trên. Rồi cứ về bữa trước bữa sau lên đường đồng quân về Cần Thơ ở luôn. Trời ơi. Rồi lâu lâu cũng về, về ở một bữa hai bữa vậy đó. Ví dụ như tiền dạ. Con đi chợ bữa nay mẹ đi công chuyện, con ở nhà mua đồ ăn nha. Thì về cũng con cá đuôi hồng sốt cà. Cái bắt đầu về bữa sau cái đi về dưới cái vài tháng lên, cái kêu tiền đi chợ thì nó cũng mua con đuôi hồng với mấy cái cà chua nữa. Ủa sao con này không làm nữa? Mẹ ơi con biết con món một hà, con biết con món một hà. Không có biết làm món thứ hai. Cái từ đó tới sao nó thôi thủi gà cái mẹ làm ăn luôn. Con có tin là 6 năm chưa cầm quét cái chổi, chưa có cầm cái chổi quét nhà, chưa có làm một bữa cơm cho bà già chồng ăn. Thì có bữa cá sốt cà mà nó làm lặt nhắt luôn, ăn được, ngắn luôn. Rồi bắt đầu là tới giờ không nấu cơm, không có nước chân có bầu hen. Bà già chồng nấu yến, lặt yến, rồi chừng yến, ép yến cho ăn, nói chung tất tần tật. Nói tiếng 5 năm, 6 năm làm dâu bà già chồng, mà 5, 6 năm bà già chồng làm dâu lại không hả? Ở trên tỉnh đất Cần Thơ ai cũng biết luôn á. Vậy đó hả? Tại mẹ thương lắm, đi về mẹ còn cho đi học nữa, còn đi học dược nữa. Ừ. Rồi sau đó rồi học dược xong rồi mới không tiếp tục thích cái đó nữa. Rồi xong cái xin tiền mẹ đi học nail. Cái mẹ cũng cho tiền, mẹ cũng cho tiền học mà rốt cuộc cũng không học thành. 8 triệu phải không? Dạ đúng rồi. Vừa tiền thợ với vừa tiền dụng cụ 7 triệu, 8 triệu rồi. 7, 8 triệu. Nghỉ. Rồi nó học rồi bắt đầu về nó làm được bộ ngón tay cho bà già chồng nó hả? Mà nó nhắc chảy máu luôn, mà nó nhắc chảy máu luôn. Rồi bắt đầu làm đường chia tay với nghề nghiệp luôn. Bộ duy nhất, bộ duy nhất luôn. Bộ duy nhất của cô mà nó nhắc tôi nói bây giờ con làm cho mẹ không được sao mà làm cho khách, mà nhắc cho tao chảy máu rồi làm cho khách được. Rồi là giải nghệ luôn, thấy chưa đâu. Mẹ ơi giờ con ham bán tóc giả mà chụp lên gì tóc quấn tóc bờ hen, hỏi nhiêu con? 6 triệu. Rồi đưa cho bán thì cũng chạy, có chiếc xe cúp 50 chạy vòng giao bán online, bán ghiếp rồi chạy xe giao ghiếp rồi bắt đầu mục tiêu luôn. Tóc thì nó mất mà tiền cũng lên đường luôn, tóc thì nó mất mà tiền cũng lên đường luôn. Tóc giả là bán là mẹ cho con mượn tiền trước khi là cưới kìa, mới quen rồi, thôi là mẹ đã cho mượn tiền rồi. Rồi cưới sao mới có vụ làm nail. Cái hỏi bây giờ có gì nữa không con? Dạ có nữa mẹ, cho con 20 triệu. Hỏi làm gì? Con live stream, mở sao quần áo. Đó bây giờ con cũng đi lên tới Sài Gòn, con với anh Sơn nè đi xe đi lên Sài Gòn cũng lấy quần áo về bán, nhưng mà kiểu như là bán ế. Người ta không có mua. Rồi sao? Rồi bắt đầu 20 triệu của mẹ đứt vốn luôn. Đúng rồi, đứt vốn rồi. Đứt luôn, mất tiêu luôn. Lúc mẹ đó tính coi 8 triệu làm nail với 7 triệu làm 15 triệu hả cô? 20 triệu bán quần áo. 20 triệu bán 45 triệu. Rồi lên đường tổng quân luôn. Rồi bữa từ nào giờ là lấy vốn được chưa? Sau đó rồi em mỹ phẩm á, cũng bén duyên tới mỹ phẩm thì cũng thành công.
Tới bây giờ em cũng xây được nhà máy sản xuất riêng. Giờ là hai vợ chồng là coi như có một cái nhà máy sản xuất mỹ phẩm lớn lắm. Rồi nhưng mà về thì hai mẹ con mình có hợp nhau cái điều gì không Tiên? Mẹ thì rất là lo lắng cho em, nhưng mà có gì thì mẹ la rất là dữ nha, rất là dữ, nhưng mà mẹ rất là thương em luôn. Thì cũng như mẹ nói đó, em về em đâu có làm dâu đâu, tại vì nhà mẹ thì ở dưới quê, rồi mua nhà cho mấy anh em ở trên đây nè, rồi cưới em về thì ở nhà ở trên Cần Thơ cho em kinh doanh, em vừa đi học luôn. Rồi mẹ còn thuê giúp việc nhà nữa, có một dâu nhưng mà mẹ vẫn thuê giúp việc nhà cho em luôn. Thì em đâu có làm gì đâu, suốt ngày là em chỉ có việc kinh doanh với lại em đi học thôi. Rồi tiền này kia ăn uống gì mẹ cũng cho hết. Lo cho nó hết trơn rồi lấy gì rồi bích lòng mẹ chồng bằng dâu. Nó bích lòng chị nó không đói sao, không có khôn hết. Làm gì bích lòng. Đúng rồi. Mẹ lo hết trơn, bây giờ như thế như giờ em lo cho con ghế trơn, còn ghế nhắm bích lòng anh không? Là giải bộ, giải bộ la nè, giải bộ la con. Người kệ cứ la cho tiền được rồi. Lên nghe lời chị không? Nghe. Nói không nghe lời là chị không có tiền nghe. Dạ dạ, dạ. Chị cứ la thoải mái đi, có cho tiền em được rồi. Vậy đó hả? Vậy đó, mẹ la là mẹ cho tiền rồi được, kệ càng la càng cho tiền cũng được. Nhưng mà mỗi lần la thì cũng sợ không? Thì cũng leo lẻo theo rồi xin lỗi mẹ, rồi vừa điện thoại vừa nhắn tin rồi vừa qua kiểu như là nhận lỗi nữa. Ví dụ nói chung là có lỗi nó cũng biết xin lỗi. Rồi lúc con sinh con đầu lòng là ai chăm cho con? Dạ đây mẹ con, mẹ chồng chăm với lại mẹ ruột của con chăm luôn. Thì lúc con vô phòng sinh đó là mẹ chồng vô đỡ đẻ luôn á. Trời ơi. Lúc mà sinh á là mẹ lo tất tật tiền bạc này kia hết trơn. Nói chung từ đó cho mẹ lo hết, nhưng mà đẻ đứa đầu tiên mẹ có thưởng gì? Tại đứa không có. Đẻ đứa đầu tiên thì chưa thưởng, nhưng mà tới đẻ đứa thứ hai thứ ba thì thưởng nhiều. Mỗi đứa 1.5 tỷ, mỗi đứa 1.5 tỷ. Tao gì đó. Đẻ, đẻ lòng. Đẻ liền đứa 1.5 tỷ đẻ. Bây giờ vẫn còn treo giải em nữa đó. Trời ơi, vậy giải hả? Dạ, treo giải. Vậy định giải sao, lần 1.5 tỷ nữa. Mẹ Lê Giang thưởng, mẹ Lê Giang thưởng. Trời ơi, ngon à. Chưa thấy dâu chưa? Còn có cháu là được 1.5 tỷ, còn dâu có cái hộp nữa. Trời ơi, trời ơi. Không có hộp này, là cái hộp này, cái hộp này chị cho. Này mẹ tặng luôn. Cái hộp này là coi như đẻ, là coi như đặt cái thằng cháu nước tôn sao cồn. Dạ. Là coi như là cho cái này là 4.2 tỷ. Trời ơi. Còn cái hộp trên cổ nữa nè cô. Cái hộp trên cổ này coi như là thầy mượn, mượn mẹ. Mượn vậy bố không sinh rồi. Sinh rồi luôn cho. Cái sợi dây này là coi như của nó, cái bữa đó vậy nè. Bữa nay mẹ con mình đi chích thuốc ngừa. Chích vaccine cúm đó. Chích thuốc ngừa, cái nó thấy cô đeo. Mẹ cái cọng dây con mà đeo cái mặt mẹ hen là nhức đối với mẹ. Cô nó thấy vậy nè, làm luôn đi. Rồi bắt đầu làm tới giờ có trả gì đâu. Vậy là cho lấy luôn không thôi. Không trả là sao, phải sinh không? Đúng rồi. Đó. Mượn mà mẹ nói mẹ thích đeo thì đeo luôn đi. Sao mẹ chồng thương con dâu dữ vậy trời. Ủa sao không thương? Bây giờ chị nói cho em nghe nè, bây giờ em có một cặp công chúa của em. Em gả cho nhà trai em đứt ruột không? Đứt ruột. Em có nuôi con gái em thì em biết rồi. Rồi. Rồi chị có con trai chị cứ con em về. Em đau không? Em buồn không? Rồi em có nhờ được gái em được gì không? Nuôi tới 20 mấy tuổi nhờ được gì đâu. Nhà trai nhờ chị hết. Cứ về chị lụm hết rồi. Cái thứ nhất là con dâu của mình chăm sóc được con mình, tới mình đỡ chăm sóc con mình cái nè. Thưởng đúng không? Đúng rồi. Cái thứ hai nữa là sanh con đẻ cháu nó dòng tông môn cho đúng mình nè. Rồi cái thứ ba nữa là mình già thì dù sao đi chăng nữa con dâu nó cũng lo cho mình. Dạ. Rồi không thương nó là thương không ai? Không được tiền bạc nó bù đắp. Không được chứ. Ta, chị thì nhà trai hiểu được điều đó nên nhà trai bù đắp. Đúng rồi. Mẹ chồng rất là thoáng với con dâu, thật ra khó thì khó nhưng khó đúng chuyện đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Khó đúng chuyện luôn. Con có cảm giác của bao giờ con làm buồn lòng mẹ chồng hay là con có gì mà con thấy mình không có nói với mẹ chồng được không? Kiểu như là suy nghĩ lại nhớ lại những cái chuyện lúc trước á. Cái mình không biết cái gì hết trơn á, rồi làm mẹ không có vui á. Lúc trước thôi chứ giờ là hết rồi đúng không? Còn trẻ trâu á, nó còn trẻ. Giờ dễ gì không dám làm mẹ vui là mất hột. Trời đất ơi, mất hột gì, nếu như nó không có chị là nó chết á. Thì nói giờ cần nghe thằng chồng đi nữa đi em không về. Mẹ ơi. Cái gì vậy con? Anh Sơn đi giấc này chưa về nó nhà không ngủ nghe. Chị nói với Cưng không chừng là Cưng chị nói chương trình này Cưng cấp giấy khen ghen luôn, ghen số bộ. Ghen. Làm gì hả cô, sao cô? Thì đang ngủ vậy là điện qua khóc. Tại thằng kia đi chơi thì đi chơi với bạn bè. Rồi là cũng như quýnh đi da video rồi này kia vậy đó. Rồi bà này bà tưởng đâu đi ra có ghệ có gọc. Rồi là điện thì ông kia ông mê chơi, ông cúp máy. Rồi ở nhà thì dãy tê tê điện. Rồi là coi như cô điện. Thì thằng con cô nó bắt máy. Hỏi con gì ha, con Tiên nó khóc ở đây nè. Giờ 1 giờ con có cho mày ngủ không? Không ngủ tao mở cửa, tao ra ngồi trước cửa tao mở tới sáng luôn cho tao lên máu tao chết như vậy. Thì nó gì á?
cho nên là chịch cái nó kêu ghéo hà. Nó đâu có dám giận hờn gì, mẹ lo cho con hết trơn. Cái gì cũng lo ngay, có chuyện tình cảm mà cũng mét mày luôn. Mà thí dụ như chồng mà lên Facebook mà có gái gì comment tờ ơ gì vô hen là cũng không chịu nữa. Không chịu cái bắt đầu là bị dọp đẻ rồi kia, cái qua cái mẹ mẹ anh Sơn với Mai comment với gái. Cái bắt đầu chị la thằng con chị ha, lớp bóp 2-3 tiếng cái tự nhiên khỏe đơn. Chị la thằng con chị ha, lớp bóp 2-3 tiếng cái tự nhiên khỏe đơn. Em bị bệnh tâm lý luôn. Sinh em bé liên tục á, rồi cái tinh thần nó bị xuống á, bị rối loạn lo âu quá. Sao con hỏi kinh nghiệm của mẹ cách giữ chồng thì mẹ không có không có người dạy nha. Mẹ có dạy hoài. Dạy nè, dạy cho được gì nè. Mẹ có dạy hoài. Thế bây giờ mẹ nói với con phải làm chảnh lên. Ngơ phụ nữ mình muốn là giữ chồng mình phải bản lĩnh. Sao cô? Cái thứ nhất là con phải đẹp, mà con nhìn lại con có đẹp chưa? Cái thứ hai con phải giỏi làm ra tiền, con mới nói chuyện gì được thằng chồng được. Cái thứ ba con tỏ vẻ là không cần đàn bà mà cần đàn ông có nó chảnh. Đúng rồi đó. Và bây giờ cái thứ nhất nè, bây giờ con coi sắc đẹp nè, con từ trên tới dưới thiếu gì cắt vô, đập gọt sửa. Là mẹ đưa đi sửa tối. Mẹ đồng ý cho đi sửa mới được sửa vậy đó. Vô đập không mới được vậy đó. Vòng một vòng ơ gì làm láng hết trơn rồi đó. Mũi mỏ gì cắt hết trơn anh. Trời ơi. Cái thứ hai trong vấn đề kinh doanh, con muốn làm ăn gì mẹ hỗ trợ con, tại vì tụi con mới cưới nhau đâu có vốn, có gì mẹ hỗ trợ. Rồi cái thứ ba là coi như đừng ăn mặc lèn xèn, tối ngày ở nhà thì bún đầm riết ban đêm thì mặc đồ sexy 100% xịt gì không đè 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 vô. Còn phòng ốc thì coi như là giặt, kêu người làm giặt xả tôm ho rồi vô. Đúng rồi. Tối là coi như là mặc mini gip rồi vô. Rồi nhìn á là coi như con quấn đầy đủ dung sụng nó hấp dẫn rồi đó, có con nào. Đúng rồi. Ừ. Hay đó, tâm lý hay rồi, đó. Từ đó tới giờ ha, thằng chồng nó mê nó gần chết. Mẹ mẹ nhớ cái lần vậy nè. Thấy dáng con á chưa có được đẹp lắm á, mẹ thấy mông bị lép á, mẹ mua quần đồng mông cho mặc để mặc vô cho cái dáng nó sexy. Con nói trời đất ơi, không được con ơi. Con muốn phải thân hình chữ S là coi như vòng một phải u lên. Rồi cái mông á là coi như thường thường ta bơm mình sợ là coi như là hồi đó là chưa có tiến bộ như bây giờ. Con học chưa tiến bộ để mẹ mua cái quần độn mông cho con. mua quần độn mông bắt đầu là coi như đi mua quần độn mông đem qua cho con sách tự bên nhà đi, đem qua chờ cho con dâu. Rồi bắt đầu con mặc vô coi đó mặc không, bắt đầu con ẩn ra coi hình chữ S rõ ràng chưa. Nhưng mà cái vòng một còn hơi nhỏ, vòng một của con mới bằng cái trái chanh mà bây giờ tao phải cho mình một cái bự đi Sài Gòn quýnh lên một cái vậy đi không nổi. Quýnh vậy đi cắm đầu luôn. em cũng nghe theo lời á. Em đạp xe bự nhất rồi đó, em đạp bự nhất luôn. Cái quýnh ai là coi như là bằng cái bự nghe kìa. Xe bự nhất luôn hả? Dạ. Cho cắt mất đầu, quýnh đầu lên đi sao cô? Bình thường. Nghĩa là quýnh ai là coi như hoàn toàn chồng nó thấy cái bự rồi nó nhìn với nó cắt đầu. Trước khi có em bé, cái người em đã bự rồi. Nhưng mà sau khi sinh em bé, sinh bé đầu tiên á thì nó bị nhỏ, rất là tự ti khóc hoài à, khóc với mẹ hoài à. Bây giờ là ý là quần động mông là mình còn bỏ rồi. Bỏ rồi, tại bỏ rồi. Lúc trước ốm. Bây giờ em tròn trịa lên hơn trước, hơn tới 5-6kg rồi. Lúc trước có 37kg rồi, bây giờ về nuôi được bốn mấy kg rồi. Tưởng đâu bỏ cái quần động mông bơm vô. Ủa mà bây giờ cái mông con có làm không? Không. Con nói chuyện với mẹ đâu có đà đâu. Có không? Đi. Mà mẹ thấy con rung nè, không biết có làm không, chuyện giấu à mà. Tại nhắc sinh ba đứa, người nở nang ra. Theo chị thì Lê Lộc đập bình. Đập vô một. Thôi con sợ cắm đầu lắm. Ai đập cắm đầu. Cái quần động mông bữa còn không? Ờ, không có cái vụ ấy là coi như cô gửi cho con. Quần động mông. Không có mua cái mới. Gửi cho nó một cái. Mà độn mông là coi như là đặt từ nước ngoài nha. Không, cô phải mua con mới có vé. Cô phải mua cái quần. Nhưng mà dạ, con là coi như cho mặt là coi như cỡ xe ớt. Dạ. Xe ớt. Thế tôi biết sai luôn thấy chưa? Rồi. Mẹ đỉnh lắm. Bây giờ con thấy con còn ghen không? Chồng con có yêu thương con nhiều không? Dạ, chết gì? thương nhiều hơn nhưng mà vẫn còn ghen. Mà nó ghen tại ghen nó lắm luôn. Ví dụ như gặp gái comment trên không cho. Facebook comment cũng chạy qua quét mét cô nữa. Chị đó. Chị đó giao tiếp thôi, đừng ghen mệt mình nữa con. Trời đất ơi, chị nói hoài với gì. Rồi á là chị mới nói nếu như trường hợp kể cả dâu hai, dâu ba, nếu như con cô mà có gì là cô tự xử, tụi con đừng ghen. Tụi con ghen rồi bắt đầu con khóc, con ăn ngủ không được rồi xấu xí nó còn bỏ sớm nữa. Tụi con mét mẹ xử đẹp tới nhà xúc luôn.
ở nhà làm luôn á. Bây giờ con với mẹ chơi TikTok dữ lắm luôn hả? Dạ. Rồi ở tối ngày nó bắt con mình biết. Phải vô nhảy ai chỉ vậy? Đây nè, hồi đốt dịch. Rồi ở dưới bắt đầu là áp dụng chỉ thị 16. Dạ. Rồi nhà chị là coi như có máy dân nghệ cũng có cái đờn hột ganh nhà vậy đó. Dạ. Rồi chị làm sao chị nấu cơm rồi này kia chị nghe làm ầm ầm trong này tưởng sao mở cửa thấy nó ca cái bài gì mà hot nhất rồi lúc đó là gì rồi thấy luôn thôi. Rồi bắt đầu là coi như là đờn ca là nhảy vô rồi nhảy vô tư. Cái đó là coi như ngẫu nhiên chứ không có sắp bài gì trơn. Dạ. Rồi tự nhiên hot luôn đó. Mình làm cho tinh thần mình vững lên. Yeah. Để tối ngày trời ơi dịch Covid sợ chết. Rồi bắt đầu mình chưa có nhiễm mà chết rồi. Yeah. Cho nên mình làm cho nó cũng như là vui kích động tinh thần lên. Với cái năng lượng mình truyền tải cho bà con cho người ta vui lên. Giờ là chị là còn chơi TikTok không? Còn làm? Thì lâu lâu nó cũng làm cùng làm điên. Chị nói như cần nó kêu chị đóng. Mà không có kịch bản kịch ơ gì trơn ngang. Tự nhiên bữa đó nó qua kêu làm. Mà làm hả chị nhập vai. Chị tưởng chị làm như thiệt cái đó. Nó sợ thanh mặt mày nó muốn xỉu luôn. Sao vậy cô? Cái kịch bản tại vì em cũng là làm TikTok. Em cũng làm TikTok cũng nhiều rồi. Xong tới kịch bản mà kêu mẹ chồng diễn á. Tới mẹ chồng khúc mà mẹ chồng chửi con dâu á. Mẹ nhập tâm quá mẹ chửi em sợ quá em đứng nghỉ diễn luôn. Nó kêu ờ bây giờ mẹ phải làm gì còn con làm gì vậy nè nó chỉ gì đó. Rồi làm á bắt đầu mặt mày nó xanh dần muốn đập bẻ đó là tại vì ghế ông mà mẹ chị ra thiệt cậu như sao mày làm gì con sợ với tao nó diễn diễn như thiệt luôn á diễn viên luôn á chị mẹ diễn như diễn viên luôn á không ngờ luôn á tại lúc trước giờ đâu có diễn với mẹ đâu mà không chịu cái mang thiếu á con người của chị có nhiều cái năng lượng tích cực á nó vui vẻ thoải mái ai nói chuyện tiếp xúc của chị cũng rất là vui luôn truyền năng lượng truyền năng lượng truyền lửa truyền lửa con trai á nó có giống chị không thằng nhỏ giống mà lớn không giống lớn hiền à chồng của Tiên nè chồng Tiên giống chị hả cũng chịu chơi đồ tiếu đồ này kia giỡn chị... hết là vậy đó kêu nó vô đây coi Sơn chú lên gặp con vô đây Sơn chào con đẹp trai mà nó không có năng lượng nhiều như mẹ con không dạ con năng lượng lắm bây giờ con thấy vợ con có điều gì mà cần làm với mẹ con không dạ lúc cưới về thì em cũng con cũng có chỉ dạy cho vợ con nhiều lắm dạ nó cũng phải hiếu thảo với cha mẹ rồi về cũng phải chăm sóc như phải để ý với lo cho mẹ nhiều tới bây giờ thì vợ con đã được bao nhiêu phần trăm con căng dặn với mẹ dạ chắc được 50% ạ dạ với lại là hai vợ chồng con cũng ở riêng nữa chú ở gần đó không dạ cũng cách khoảng 100-200 mét hả ồ dạ sát bên mà hôm nay thì con muốn nói gì với mẹ chồng con không mẹ là quá tuyệt vời rồi hồi đó đến giờ con không nghĩ là con sẽ gặp được người mẹ chồng như vậy luôn á khi mà con bệnh đồ này kia đúng không chồng con là hỏi sao mẹ luôn á mẹ chứ không ở chung nhà chứ điện thoại là hoài luôn điện thoại con không nghe máy á lo sợ mà mẹ mệt luôn á mẹ không có gì mà để con giận hay là không có cái gì để con phải ghét mẹ chứ tại vì mẹ quá tuyệt vời luôn chu đáo mọi thứ kể cả lo cho cha mẹ của con luôn bây giờ con đứng lên ha con ôm mẹ của mình á con nói lời cảm ơn hay diện cảm xúc gì con với mẹ chồng đó con cảm ơn mẹ rất là nhiều luôn người ta nói á là lấy chồng á thì sẽ khổ nhưng mà thật sự luôn là từ khi con lấy chồng á là cuộc đời con nó thay đổi luôn á kiểu như là con không ngờ lại cuộc đời của con nó lại được sung sướng đến mức như vậy hồi xưa con ao ước cái gì á là giờ mẹ về mẹ lo cho con chu đáo hết tất cả mọi thứ con cảm ơn mẹ rất là nhiều luôn mẹ thương con đừng lo mẹ nghĩ con như con ruột của mẹ chứ không nghĩ là con dâu mẹ thương hai vợ chồng con lắm thương cháu nội mẹ hy vọng là coi như là Quyền Linh sau này gã hai cục vàng của Quyền Linh gặp bà già chồng mình trị nè bữa nay lấy vía mà xui con trai cũng muốn nói gì với mẹ không dạ con cũng muốn nói gửi lời cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương và tần tảo với hai đứa con và hỗ trợ hai đứa con trong suốt thời gian qua trong kinh doanh cũng như trong hạnh phúc gia đình hai đứa con hứa là sẽ cố gắng phát triển theo những lời mẹ dạy nhân cái dịp này thì cảm ơn chương trình rất nhiều cảm ơn Quyền Linh cảm ơn Lê Lộc và cái cầu mong lớn nhất của mẹ mẹ không hề cực khổ mẹ không hề than lan miễn làm sao tụi con hạnh phúc với nhau yêu thương nhau để sau này gây dựng một cái gia đình cũng lo cho con của con cũng như chính bản thân mẹ lo cho tụi con vậy cảm ơn rất nhiều con có món quà tặng mẹ wow hồi nào giờ mình tặng con dâu không mà phải không cô chắc ít khi nào được cô dâu tặng quà hả cô hả cũng có thỉnh thoảng có nhưng mà cô tặng nhiều hơn dâu tặng cô
À, nói chung là cũng nhờ mẹ cho nên là cái sự nghiệp của hai vợ chồng con bây giờ là cũng thành công rồi. Thì con cũng có nhiều lần nói là mẹ ơi mẹ nghỉ làm đi để hai vợ chồng con lo cho, nhưng mà chắc là chưa có đủ đô với mẹ cho nên là mẹ vẫn chưa chịu nghỉ. Cho nên là chẳng có món quà nào quý hơn bằng sức khỏe của mẹ hết trơn á. Cho nên là con tặng cho mẹ là cái phần quà sức khỏe. Giờ con chỉ mong cho mẹ có thật là nhiều sức khỏe thôi. Rồi mẹ cảm ơn con rất nhiều. Cái này con gửi tặng mẹ. Trời ơi. Rồi nhân dịp chương trình là coi như là món quà hiếu thảo của con trai chị. Chị xin chân thành gửi tặng Huyền Linh lấy cái vía của chị nè. Trời ơi. Lấy cái vía nữa có là coi như là làm xui con gái, con gái là coi như là được bà vợ chồng ngon lành. Dạ. Đúng rồi. Tặng lại cho Lê chị Lộc, Lê Lộc để giờ có gia đình hạnh phúc. Trời ơi. Ôi, em nhận đi, chứ là chồng em tặng. Trời ơi, cái này là coi như là lấy vía. 6 năm rồi vẫn cái chương trình mẹ chồng nàng dâu mà chưa bao giờ con với chú Huyền Linh được tặng bó hoa gì. Có ví dụ bánh quà trái này kia, nhưng mà đây là cái vật cảm thấy là nó rất là ý nghĩa trong ngày hôm nay. Thì con xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn Tiên, cảm ơn vợ chồng em ngày hôm nay đã đem một cái câu chuyện rất là hay gửi đến mẹ chồng nàng dâu. Và con mong rằng năng lượng của cô sẽ được lan tỏa tới nhiều gia đình hơn nữa. Dạ, cảm ơn con. Và chúc chúng ta cuộc đời nó vẫn mãi mãi đẹp. Đẹp hơn là những đóa hồng như thế này. Đẹp từ trong tâm, đẹp từ trong chính gia đình của mọi người chúng ta. Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc, gặp thật nhiều may mắn, đặc biệt là mạnh khỏe. Chương trình có một ít quà nho nhỏ gửi tặng cho cô. Con xin được gửi tặng cô và cả nhà mình một món quà. Đây là bộ son Yurika gửi tặng hai mẹ con mình. Còn đây là cốt xúc gà. Hy vọng rằng gia đình mình sẽ luôn trẻ đẹp nè và luôn nhiều sức khỏe cô nha. Dạ. Xin chân thành cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Cảm ơn ekip làm chương trình rất nhiều ạ. Dạ, con cảm ơn cô. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Mẹ chồng nàng dâu. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:40 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 và được phát lại cùng ngày vào lúc 18:00 trên kênh YouTube MTV Media và cổng thông tin Dead Love. Còn bây giờ Quyền Linh và Đại Lộc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.